Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ một cái ít kiến thức mà mình đã học được từ thầy Trần Việt Quân, đó là sơ đồ thân tâm. Như chúng ta đã biết thì cơ thể của mình là cái thân, là chúng ta có thể nhìn thấy được. Còn cái tâm là cái thứ vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng cái tâm nó lại quyết định rất là nhiều trong những cái trải nghiệm về cuộc sống, sự đau khổ hay hạnh phúc, cái nhân cách của mình, những cái trải nghiệm cuộc đời này của mình như thế nào. Thì nói về tâm thì chúng ta biết là trong tâm chúng ta có rất là nhiều những hạt giống tốt và cũng rất nhiều những cái hạt giống xấu. Chính vì vậy mà tại sao người ta nói là con người chúng ta là vừa là thiên thần vừa là ác quỷ. Thì những cái hạt giống tốt là gì ạ? Là đạo đức, trí tuệ, là nghị lực. Những cái hạt giống xấu là tham, là sân, là si, như chúng ta đã từng biết thông qua Phật giáo. Thì những cái hạt giống tốt, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, thì các bạn thấy là những người mà vĩ nhân, những cái vị anh hùng, những cái nhà khoa học, những cái người mà họ sống vì tha nhân, thì họ chúng ta nhìn thấy rõ cái yếu tố ba gốc là đạo đức, trí tuệ, nghị lực trong họ rất là rõ. Ví dụ như về Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão hay là Nguyễn Huệ, hoặc là trên thế giới chúng ta thấy những cái vị tổng thống hay là những nhà khoa học như là ông Pasteur hoặc là mẹ Teresa, là những người mà chúng ta thấy cái yếu tố ba gốc rất là rõ. Một mặt thì chúng ta thấy là những cái người mà có cái yếu tố ba độc rõ, ví dụ như là tham sân si, thì chúng ta thấy ngày nay phải nói là trong 7,5 tỷ dân thì hầu như là chúng ta sống trong cái yếu tố ba độc rất là nhiều. Chính vì vậy mà tại sao con người ngày càng khổ đau, và con người ngày càng bị trầm cảm, và con người ngày càng tự tử ngày càng nhiều. Thì các bạn, nếu mà các bạn so sánh, các bạn thấy những cái vị anh hùng dân tộc, những cái vị vĩ nhân, những cái người mà sống vì người khác mà họ có đạo đức, trí tuệ, nghị lực á, thì họ không bao giờ tìm đến cái chết, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ như ngày nay chúng ta, khoảng vài năm gần đây chúng ta nghe về cái chết của ông Anthony Bourdain. Tức là ông này là một đầu bếp rất là nổi tiếng và chuyên nấu ăn cho các nguyên thủ quốc gia, đã cùng với Obama qua Việt Nam, đã từng ăn quán phở ở tại Hà Nội. Ông này đã có rất là nhiều những thành công sự nghiệp trong cuộc sống, phải nói là cũng là lên tới đỉnh về cái ẩm thực và du lịch, bởi vì ông đã đi 200 nước, ông đã viết rất nhiều cuốn sách và có những nguồn thu nhập thụ động rất là lớn từ những cuốn sách mà ông viết. Rồi ông cũng có những cái danh tiếng nhất định trong cuộc sống. Thế mà năm 62 tuổi ông lại muốn kết thúc cuộc đời của mình bằng cách treo cổ tự tử. Thì các bạn thấy là nếu như chúng ta theo đuổi về cái công danh sự nghiệp, thì lúc đó cái tôi của chúng ta lớn, đúng không ạ? Chúng ta sống, chúng ta hưởng thụ, nhưng mà chúng ta lại không tìm được cái ý nghĩa của cuộc đời. Chính vì vậy mà tại sao có những người nghệ sĩ Hàn Quốc hay những vị nổi tiếng lại kết thúc cuộc đời, bởi vì họ cảm thấy bế tắc và không giải quyết được. Trong cái cơ sơ đồ thân tâm này thì chúng ta cũng có thể liên hệ với những triều đại phong kiến ở Việt Nam, hoặc là những triều đại phong kiến của bên Trung Quốc. Ví dụ như Việt Nam là hết đời Lê tới đời Lý tới đời Trần, thì chúng ta thấy là những cái vị mà họ sống trong cái tam giác màu xanh là ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực, là những anh hùng áo vải. Họ đã có nghị lực, họ có trí tuệ, họ có đạo đức để họ có thể dựng nên cái triều đại của mình, và họ an dân trị nước đó. Nhưng mà khi cái thế hệ con cháu của họ, những người vừa sinh ra đã biết chắc là tôi đã được làm vua rồi rồi từ nhỏ đã được tung hô vạn tuế, thì như vậy thì cái tôi của họ nó lớn, đúng không ạ? Thì họ lại sống trong cái tam giác màu đỏ là tham, rồi sân, rồi si đó. Chính vì vậy mà cái triều đại đó đã bị tiêu diệt, đã bị diệt vong trong những cái thế hệ kế thừa, là những người con, người cháu của các vị anh hùng áo vải. Thì chúng ta thấy là ở đây nó có cái sự luân hồi giữa những cái triều đại. Luân hồi ở đây không phải là chết đi sống lại, mà cái sự lặp đi lặp lại, một cái vòng tuần hoàn. Thì chúng ta thấy là hết triều đại này tới triều đại kia,
Rồi sau khi triều đại này kết thúc thì lại một triều đại khác, lại có một cái anh hùng áo vải khác lại đứng lên. Thì những anh hùng áo vải này là những người tượng trưng cho đạo đức, trí tuệ, nghị lực, và họ sống trong cái tam giác màu xanh. Nhưng đến thế hệ đời con, đời cháu thì những người này đã sống trong cái vòng tham sân si, và cái triều đại nó lại bị tiêu diệt. Mình có thể ví dụ về cái bản thân mình trải nghiệm là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị luân hồi giữa hai cái tam giác màu xanh và tam giác màu đỏ. Ví dụ như trong công việc chẳng hạn, thì khi mà mình mới bắt đầu ra trường thì mình có cái tâm tham là mình đi kiếm một cái việc làm gì đó mà nó có nhiều tiền đó. Thì khi mà mình vào mình làm thì dĩ nhiên công việc nhiều tiền thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều sóng gió, bởi vì thuyền lớn là sóng lớn, đúng không ạ? Thì nó cũng có những cái khó khăn, rất là khó khăn để vượt qua. Nào là phải hoàn thành công việc, nào là phải làm cho tạo cảm tình với sếp, nào là phải thiết lập những mối quan hệ với những người đồng nghiệp, và có rất nhiều cái sự đấu đá giữa các phòng ban. Nó cũng rèn cho mình cái nghị lực và cái trí tuệ để làm sao mà mình có thể vượt qua và thành công trong những cái công việc đó. Nhưng mà khi mình đạt được những thành công nhất định thì lúc này cái tôi của mình nó lại lớn đó, cái tôi nó lại to, và chính vì thế nó lại lộn lại cái tam giác màu đỏ, là nó lại bị tham sân si đó. Thì cái đó là cái trải nghiệm của mình thấy rất là rõ là bản thân của mình nó cũng có rất là nhiều những cái yếu tố ba độc, và cũng có cái yếu tố ba gốc nó lẫn lộn như vậy. Thì một cái con đường mà Đức Phật đã khai sáng chỉ dạy cho tất cả chúng ta, mặc dù đã 2600 năm, nhưng mà mình cảm thấy là được cái con đường, phải nói là đường để mà chúng ta đi, để chúng ta có thể làm sao để chúng ta sống trong cái tam giác màu xanh nhiều hơn thay vì cái tam giác màu đỏ. Bởi vì mình biết chắc rằng nếu như mình chỉ sống cho mình cung phụng cho cái thân của mình, ăn ngon mặc đẹp, rồi mình sẽ bị dính mắc lệ thuộc vào những cảm xúc tốt, rồi mình lại sợ hãi những cái tương lai là tài sản bị mất đi, sức khỏe sẽ mất đi. Nhưng nếu như chúng ta rèn luyện theo cái tam giác màu xanh, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, thì chắc chắn nó sẽ là một con đường để mà chúng ta có thể sống bình an và hạnh phúc. Thì đó là cái con đường mà Đức Phật chỉ dạy, là cái con đường chúng ta tu tập Vipassana, tức là tu thiền 10, có những khóa thiền 10 ngày tổ chức ở Việt Nam, ví dụ như là ở Hồng Trung Sơn, hoặc là thiền viện mà được sáng lập theo phương pháp của thầy Volka. Thì trong 10 ngày đó, mỗi ngày mình phải ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ đó, và không được sử dụng điện thoại, không được nói chuyện, không được đọc sách, không được viết lách, chỉ ngồi 10 tiếng và nhìn vào bên trong để quan sát cái cơ cấu thân tâm của mình. Lúc đó mình mới thấy là cơ thể của mình nó có rất nhiều những cái phản ứng. Ví dụ như cái tâm tham nó vận hành, bởi vì nó muốn là xài điện thoại quen rồi, bây giờ muốn xài. Rồi khi mà mình vào cái khóa đó thì mình chỉ được ăn sáng, ăn trưa, mình quen ăn ngày ba cử, ăn tối rồi, cho nên nó muốn được ăn tối. Nó lại sân với mình, tức là mình thấy là tham sân si. Lúc đó nó thể hiện rất rõ trong 10 ngày đó. Rồi trong quá trình mình ngồi mình đau nhức và mình muốn bung ra, mình có những cái tâm sân là mình chối bỏ, mình không muốn ngồi nữa. Đó. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua thì nó sẽ rèn cho mình được cái nghị lực để mình có thể ngồi 10 tiếng, dẹp bỏ những cái cố tập từ trước tới giờ, những cái mà mình muốn làm hàng ngày, nó muốn làm cho mình thoải mái, vui vẻ. Đó, thì khi mình rèn luyện như vậy thì mình rèn luyện chính trên cái cơ cấu thân tâm của mình cho cái tam giác màu xanh, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Và từ đó thì mình mới có thể dẹp bỏ được cái tôi để mình có thể sống vị tha hơn, giúp đỡ cho những người chung quanh cũng như là cho cộng đồng. Thì nói như vậy không có nghĩa là mình đã thực hành thành công, mà mình chỉ có những cái bước đi chập chững trên con đường theo cái lối sống tỉnh thức, để mà mình làm sao có thể dung hòa, giảm bớt được cái yếu tố ba độc và rèn luyện cái đạo đức, trí tuệ, nghị lực cho bản thân. Thì đó là kết thúc cái phần chia sẻ của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe, hy vọng là sẽ nhận được những cái ý kiến đóng góp của cả nhà thông qua cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.